Vâng, ngay sau đây toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt nhìn trở về sân khấu và đổ một tràng vỗ tay thật to thật lớn để đón chào xin chào đội múa của chúng ta toàn thể quý vị ơi. Vâng, một tràng pháo tay thật to thật lớn và để quý vị ơi, xin được cảm ơn đội múa của chúng ta.